con hẻm dài chẳng nhẹ phía trước. Tao nhìn thấy nó ngoảnh mặt lại mà không thấy mặt. Tên anh là gì? Tôi là Đốc. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Tôi và hắn từng là anh em rất thân. Sống với kiếp ở Sài Gòn, nghe tao làm thì người nghe, nếu tao chăm sóc thì vẫn còn dài thòn. Nếu mày ghét thì cứ việc ngồi đợi nghe, đừng cố gắng để mà thắng tao. Xe nha. Làm gì nhờ tới hồi đó. Vậy ra là mày quyết định rồi hả Doc? Producer của công ty âm nhạc thế hệ mới vừa tới đây. Biết đó Monster, Overground sẽ là hướng đi mới của tao. Còn dự án của tao với mày thì sao? Làm chứ, anh em mà. Chúc mày thành công. Chúc mày thành công. Chúc mày thành công. Sao lại sinh ra làm người giữa đời đổi trôi? Đến bao giờ mày và nó có thể đổi ngôi? Nhưng phải đợi trong chốc khi mẹ hỡi ôi, là phải trốn lúc trời tối. Ai đã chọn tao con đường vòng, nhưng đừng hồng mà không đi, vì phía trước là con đường thẳng nối liền từ trường tới công ty. Của mày nè, là anh em gái tao nói là siêu liền siêu thâm, hết sẹo chai gẹo chai theo nha. Mày đang giữ mặt hay đang xem thường tao vậy hả? Mày nói nhảm gì vậy? Tao nói nghe bài mới của mày, ai cũng biết là mày diss tao. Mày không hả đó? Cả underground đang xem thường tao thì tao thằng đàn anh mà để cho mày vượt mặt. Mày sợ không tin tao? Làm đố kỵ của mày làm tới mù quáng rồi. Mày đừng phán xét tao. Mày là mày, còn tao thì vẫn là tao. Không, mày đã đánh mất chính mày rồi Monster à. Một chút là vượt qua những cơn đau, làm ta xa nhau thêm hai cảm xúc mà ta đang giấu, thì đó cũng chỉ là phần thử thách mà anh đặt ra để mình gần nhau. Âu lo, anh muốn nói đến điều đó, thỏ thẻ vào đôi tay em, cả anh giải quyết điều khó cuộc sống này. Em thường biết cám dỗ đầy, lấy đâu ra cơ hội để cho anh nói khi lòng kham khổ đây. Vậy tại sao anh nhớ về em mỗi khi đêm xuống? Cái gì vậy? À. Kỹ thuật kiểm tra đèn. Rồi rapper đi vô trong nghỉ chút xíu đi. Chết đâu mà. Mình làm gì ở đây, Monster? Nhóm The King tan rã rồi mà hài lòng rồi chứ. Ý mày là sao? Cái MV này là đặc biệt của tao với mày. Mày đã quên lời hứa của chúng ta rồi. Chính mày nói là mày không thích dòng nhạc này mà. Cái thứ rap thuyết giá ống nhạc toàn của mày là một ngày sẽ chết. Mày có thể nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, nhưng mày đã quên cái chất của rap rồi. Mày đã quên rằng mày là ai, chúng ta là ai và đã ở đâu. Thì ra là mày à? Mày đốt kỵ tao tới vậy luôn hả? Đốt kỵ với mày là cái thua cuộc. Muốn chiến thắng người khác, trước tiên phải chiến thắng chính bản thân mình. Come on, tao biết tao là ai, tao biết tao muốn gì. Gì hả? Nhưng mày là ai? Nhưng mày là ai? Tao là tao. Chính tao.
phải lại. Tôi là Đốc. Anh nhìn lại đi. Anh có phải là anh không? Quái gì vậy? Anh có phải là anh không? Monster à, sau khi giết Đốc, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh tự cho mình là Đốc. Anh chỉ thấy em đẹp mỗi khi tụng tội và cho anh bổ ấy. Và tưởng tượng ra mọi chuyện. Lòng đó thì đã khiến anh mờ mắt. Bây giờ anh nhìn thẳng vào đây và lắng nghe thôi. Anh bước thường bước một. Anh bước thường bước một và cho vẻ là chính mình. Con hẻm dài chẳng ngàn phía trước. Ôi, tao nhìn thấy nó ngoảnh mặt lại mà không thấy mặt. I just have rap for the times I'm fucked. I feel I fall and I can't get up. I'm stuck, I'm duck on the road is black. Why can't we just rewind and go back? It's dread, all I see ahead. Here is something I've never said. Sleep girl, get the fuck out of my head. Pain spreads, here's a blade, grab it. Here's my heart and soul, stab it. Here's my